Xin chào mọi người, hôm nay Lâm đang đứng ở cuối kinh 8, đang dọc đường từ kinh Trăng Bầu á. Thì đây là cái cầu đi ngang qua bên từ ấp Thành An 2 nè, đi qua bên kia là ấp Tân Thạnh của xã Thanh Đông, bên đây là xã Thanh Đông A. Thì đây là những cầu mới mà đã được hoàn thiện rồi. Thì nếu mà chúng ta sẽ chạy thêm một chút nữa, chúng ta đây đường này thì chúng ta đi nó sẽ xuống tỉnh lộ 963 nè, hướng về Dòng Ghiền, với vẽ bên tay phải thì chúng ta sẽ ra bên chợ Kinh Năm, ra quốc lộ 80. Thì hôm nay Lâm sẽ đi dọc một cái đường này kinh Dân Bầu để mà đi qua cái kinh, một là kinh Hội Đồng, đây kinh Hội Đồng ở trong đó đó, kinh Hội Đồng. Còn đây là những cái cầu mà mới được xây dựng sau này, đó là cầu. Đường này đã được bê tông hóa ở hai bên, đây là cái đoạn bê tông hóa sau này nó được bê tông hóa tốt hơn. Cầu thì hiện giờ đã có những cái cầu mà đã xây dựng tương đối sắp hoàn thành, đó là cầu từ hướng cuối kinh 8 nối liền ấp Thành An 2 với ấp Tân Thạnh của xã Thanh Đông, và cầu ở kinh Đồn Dông, kinh 6 cũng nối ở trên ấp Tân Thạnh luôn, và cầu ở cuối kinh 9, cầu ở cuối kinh 10, và những cái cầu mà được bắt ngang sông Trăm Bầu thì nó cái cầu là có cầu bắt nối liền giữa bên Thạnh Lộc với Tân Hưng, ở Thạnh Lộc với Tân Thạnh, đó là cầu ngay gần trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Đông, Thanh Đông 1, là nối gần đầu kinh xã Chắc đó mọi người. Còn cái cầu hồi nãy chúng ta vừa bước ngang, đó là cầu nối liền ấp Thành An 2 của xã Thanh Đông A. Đây là đường kinh Trăn Bầu. Ở đây mọi người có thể quan sát thấy là được bê tông hóa, đường này có thể chạy tốt hơn so với cái đường quốc lộ 80 ở ngoài kia nữa. Bề ngang thì nó không có rộng bằng thiệt, nhưng mà đường đi rất là dễ, không có những cái ổ gà hay là có những khúc cua. Thì anh Lâm Lâm sẽ quay cái đoạn đường để mà qua những cái kinh, chẳng hạn như một chút nữa chúng ta sẽ thấy cái kinh KH8 của ấp Tân Hưng của xã Thanh Đông. Thì KH8 thì mọi người cũng biết, đó là chạy vào đầu là đến là Thạnh Lộc, ở phía trong đó là của ấp Tân Hưng của xã Thanh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đây, ở trước đây ở đây có một cái bến phà, thì hiện giờ cái bến phà này hiện không có hoạt động nữa vì những cái cầu nó đã bắt nối liền hết rồi. Đây, bên đó là đường KH8 đi vào ấp Tân Hưng của xã Thanh Đông. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Cái này ngày 1 tháng 2 năm 2020 rồi, có nghĩa là vừa qua Tết mấy bữa, ở đây còn là nhớ là mùng 10 ở mùng 11 gì Tết á. Thì mọi người có thể quan sát thấy hai bên là còn có những cái chậu bông, cũng như là những cái hồng mai nó đang nở rộ hết rồi đó. Phía trước là cái trụ sở khu phố ấp Tân Thạnh đó mọi người. Thì ở đây có những cái khu công trình để làm những cái cầu đường mà nãy giờ Lâm có nói đó. Thì đây là cái khu mà làm nè. Đây.
Lâm đang chạy là bên ấp Tân Thạnh, hướng từ Kinh 8 về cuối Kinh 6, hướng từ cuối Kinh 8 về cuối Kinh 6 và qua cuối Kinh 9, hướng về ở trên đây người ta còn gọi là đầu sáng, còn thì riêng Lâm nói là cuối kinh thôi. Có thể có một cái sự mọi người không hiểu lắm, nhưng mà Lâm nói để mà ở đây là kế kinh Kim Bầu đi cho nó dễ, tại vì cái tùy theo cách view của mọi người thôi. Ở đây là sáng sáng dưới nè, đầu sáng là ở đây là kinh Kim Bầu cho nó dễ nha mọi người. Thì một chút chúng ta sẽ chạy qua một cái kinh nữa, đó là kinh Xã Chắc, đầu kinh Xã Chắc, đầu kinh kinh Tràm và tới kinh Ba Vàm. Giờ qua cầu kinh, qua đường kinh Trăm Màu này nó đã có 4 cây cầu, có 5 cây cầu chứ mọi người. Đó là ở phía dưới là một là cầu ở dưới ấp Thạnh An 1 có một cây cầu bước qua dòng Ghiền. Cầu thứ hai đó là cầu ngay cầu kinh Hội Đồng. Và đây là cây cầu thứ ba nè, đây là bắt qua từ Thăng Thạnh qua Thạnh Lộc. Ở bên kia xa xa đó là mới xây dựng sau này thôi, mới hoàn thành trong năm 2019. Đó, xa xa ở đó là kinh Xã Chắc. Đây là kinh Xã Chắc nè mọi người. Chạy vào đây sẽ vào ấp Thạnh Lộc của xã Thành Đồng. Còn đây là cây cầu bắc qua kinh Công Điền ở trên ấp Tân Thạnh. Đường xá ở đây là làm lại là tương đối là đi rất là êm. Không khí ở đây rất là thoáng, không bụi, ít bụi lắm. Và cái thứ hai nữa là không có nhiều gọi là mọi người có thể nhìn video để coi luôn đi cho nó rõ hơn. Đây là ở cuối kinh 6, nói từ ấp Tân Thạnh, đây ấp Tân Thạnh qua ấp Thạnh Tây. Đây là cây cầu vừa mới hoàn thành đấy. Đây, còn đây là kinh 6. Kinh 6 thì vừa mới được làm lại cái đường đó mọi người, rất là
đi rất là thoải mái. Ở xã này có rất là nhiều cái hộ trồng mai, có những cái mai rất là đẹp và to. Đây, ở đây là mọi người có thể thấy một cái nhà trồng rất là nhiều mai. Ở đây là đường đường tráng cả nhựa luôn. Đoạn kia thì được bê tông nhưng mà đoạn này là đã có tráng nhựa một phần nữa. Để làm quay kinh Củ Sáo cho mọi người nhé. Thì chúng ta sắp tới kinh Củ Sáo rồi. Kinh Củ Sáo là chúng ta cái hướng đi về Dòng Ghiền, giáp ranh giữa xã Thanh Đông với huyện Dòng Ghiền. Đây là kinh Củ Sáo. Ở phía dưới đây thì có vài cây xăng, nếu mà chúng ta có hết xăng chúng ta có đổ là ngay ủy ban nhân dân xã có một cây. Ở đầu cuối kinh 8 có một cây nữa, là hai cây. Còn những cái điểm đã tẻ thì tùy chỗ. Phía trước mặt ở bên tay trái là ủy ban nhân dân của xã Thanh Tây, cái này thì Lâm không có quay được. Còn ở bên tay phải đó là cầu thu phí ngày xưa, hiện giờ thì không có còn thu phí nữa vì nó đã hết cái hạn thu phí rồi. Đây là cầu thu phí ngày xưa đây. Đây là cuối kinh chính. Đây là cái cầu vừa mới hoàn thành đây. Trứng chóng thôi. Đây là khu dân cư của kinh chính, hay là gọi khu dân cư Thành Tây. Ở trong đây là có những cái chợ, có chợ. Đây là gọi là chợ của trung tâm xã. Đây là chợ Thành Đông.
Đăng Hiệp là Lâm có những cái video có thể là search ở trong cái tìm kiếm của trang chủ của bên Lâm, thì của trang cái sự miền Tây á, nên mọi người có thể tìm những cái kênh mà mọi người có thể coi ở phía trong. Còn những cái kênh khác đó, thì một là thứ nhất là Lâm cũng chưa có điều kiện để đi vay, thì quý vị có thể tìm ở trên mạng những cái trang khác cũng có thể có thông tin. Còn có điều kiện Lâm sẽ quay tiếp để một cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng thể hơn. Bến đò của đưa khách qua sông, thì hiện giờ những cái bến đò ở đây thật sự nó cũng rất là khó để mà cạnh tranh, vì lượt người đi rất là ít, người ta chủ yếu là đi những cây cầu rồi, nó đã có 4 cây cầu rồi, khoảng 5 cây chứ mọi người, 5 cây cầu để mà trong trên kinh đó, kinh Dâm Bầu này nó có 5 cây cầu rồi. Cuối kênh Mờ là giữa ấp Thạnh Tây với ấp kênh 10A. Đây là những là cây cầu. Đây là cây cầu. Mới xây xong, đây là kênh Mờ nè mọi người. À, còn đây là kinh Tràm. Bên đây là ấp Thạnh Đông của xã Thạnh Đông B đó mọi người. Ở đây là bến đò để qua bên kia ấp Thạnh Đông nè, nói liền giữa hai ấp ở bên số chẵn và số lẻ đó. Cây cao cao xa xa đó mọi người đang thấy là cây gòn. Ở đây có những cái nhà cũng rất là to. Đây là những cái bụi bông mà bông vạn thọ mà bà con chúng ta trưng Tết đó, nhưng mà xong rồi là cắm xuống đất. Đây là trường trung học cơ sở Thạnh Đông B. Hôm nay thì được nghỉ học rồi, đây là bữa thứ bảy. À, mọi người có thể đón ra cây này chứ, cây u moi à. Ở Tân Hiệp thì có những cái nhà hoặc là những cái đường kinh rất là đẹp,
trồng rất là nhiều các loại hoa dọc quen đường. Đó là cây cầu mà bắt nối liền kinh Ba Vàm với ấp Thành Đông của xã Thành Đông B. Đây, đây là cây cầu hoàn thành năm rồi đó mọi người, năm 2019. Bên kia có một cây cầu nữa cũng nói giữa đường đi vào Ba Vàm á. Đây, đây là đây, đó là đường vào kinh Ba Vàm. Trước đó là có một cái bến đò ở đây, đây là cái chỗ bến đò cũ nè. Bây giờ thì không có hoạt động nữa rồi. Đây là khu dân cư, khu dân cư của ấp Thành Đông. Đây là cây cầu ở cuối kinh Đông Bình. Cầu này cũng vừa mới hoàn thành xong. Đây là kinh Đông Bình. Đây là ở bên tay phải này là xã Thanh Long B của trung tâm hành chính của xã. Cái này thì mình không có quay được, mong quý vị thông cảm qua. Đường đi rất là êm, mọi người có thể thấy nó làm chạy cái tỷ lệ rung lắc rất là thấp. Ở dưới đây thì những cái cánh đồng lúa nó đã vàng hết, chuẩn bị thu hoạch rồi. Lâm đã vừa qua là kinh kinh Đông Bình rồi đó mọi người, đang vào kinh B. Thông cảm, Lâm có thể xưng hô là nó hơi không có đúng lắm, nhưng mà mong quý vị thông cảm cho. Đây là cổng rào của ấp Thành Đông của xã Thành Đông B. Ở đây thì bà con vẫn có cái nuôi vịt, gọi là nuôi vịt chạy đồng á.
Đây. À, Lâm Đồng nhưng nó bị sai, cái đó là đường Kinh Trưng Bầu chứ không phải là Trăm Bầu. Đây là chúng ta sẽ ra ở khu phố Kinh B. Đây Lâm đang ở cuối kinh này nè. Là Lâm đã hết đường Kinh Trưng Bầu rồi. Lâm đã vào địa phận vào Kinh B rồi. Thì đường thẳng này sẽ chạy thẳng ra quốc lộ 80. Từ cuối kinh cách giữa kinh Trăng Bầu với khu phố Kinh B của thị trấn Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang. Ở đây vẫn có những cái giớm để mà bắt cá, hình ảnh rất là quen thuộc ở quê hương miền Tây nè. Ấp Đông Hòa của xã Thanh Đông B nè mọi người. Đây. Bà con với chúng ta thì hai bên đó là ngoài hoa ra thì trồng những cái loại mà rau như xà lách, rau muống hoặc là nhiều. Rau lang luôn. Rau găm cũng có nè mọi người. Rất là nhiều thứ rau. Cà pháo. Bên này cái đường ở bên kia sông nó sẽ im hơn, để thoải mái hơn.
đây là giáo xứ Ninh Cù. Đây có nhiều bác là buổi chiều là tưới nước rồi bắt rau, bắt sâu, làm cỏ cho những luống rau nhà mình. Ảnh mà khi đi xa mà mọi người đều rất là nhớ về quê hương của mình đây. Ở đây có cái là Lâm hơi sợ, đó là con nít đi ra đường rất là đột ngột, và những cái thú vật ở trong nhà. Phải đó là một giáo xứ để làm nhìn nè, giáo tính thánh du xe đó. Hiện giờ do dịch Corona thì ra đường hầu như mọi người đều đeo khẩu trang hết, ý thức dịch về dịch rất là được mọi người rất là chú ý. Thường là khẩu trang y tế.
cái hoa màu đỏ màu vàng này là hoa mộc gà, hoa màu gà hoặc mộc gà. Rồi, chúng ta vừa qua ấp Đông Hòa của xã Thanh Đông B rồi. Đây là cầu. Nếu mà Lâm nhớ không lầm thì cầu đây là kinh Đoàn Dông. Đây là hướng về kinh Đông Bình và kinh Mười xuống, đụng kinh Mười xuống chúng ta sẽ xuống kinh Đông Bình. Đây là ấp Đông Thái. Giáo xứ Thái Hòa đây. Nhiều cái máy bơm đang được đặt ở dưới kinh để mà dẫn nước vào ruộng. Đây là giáo xứ Thái Hòa.
đây là đẩy cá dưới bờ kinh. Đây là bạn thấy có những cái nhà yến đây. Ở phía trước mặt đó là cái công trình mà lộ tẻ đang làm, bắt giữa lộ tẻ với gạch sỏi đó. Đây là đường cao tốc phía Tây. Của Việt Nam. Sẽ rút ngắn cái khoảng cách, chúng ta sẽ không có cần mà phải đi quốc lộ 80 nữa, vì hiện giờ quốc lộ 80 nó cũng đã quá tải rồi. Đây là công trình. Ở đây lục bình ở dưới kinh rất là nhiều. Đây là Thánh Giêsu Lao Động. Ta cũng cái sắp ra khỏi ấp Đồng Thái rồi. Oh yeah. Đây là nhớ không nhầm thì đây là khu phố Kinh B của thị trấn Tân Hiệp.
À đúng rồi đó à, mọi người, đây là khu phố Kinh B của thị trấn Tân chạy một chút nữa là chúng ta sẽ ra ngay quốc lộ 80. Đây. Từ đây Lâm sẽ không có đi đường đó nữa, thì ra một chút nữa chúng ta sẽ ra quốc lộ 80 rồi. Thì Lâm sẽ đi quay ngược lại đi Kinh 300 nhé. Kinh 300 từ Kinh B về Kinh Mự. Đây là đường Kinh 300. Đây là mới làm sau này. Hiện giờ Kinh 300 từ những Kinh 300, Kinh 600 đó mọi người, thì nó được làm lại rất là đẹp hơn trước rất là nhiều. Xin lỗi, Lâm cũng không nhớ cái này là Kinh 300 hay là 600 của từ Kinh B qua Kinh Mự nữa. Nhưng mà những cái kinh mà 300, 600 ở đây á, hiện giờ hầu như là được bê tông hóa gần hết rồi. Đây là mới làm thôi, mọi người có thể thấy ở bên phía tay trái này những cái vườn đã chỗ đều hết rồi. Còn ở phía dưới cuối kinh đó, thì đã chín vàng luôn rồi. Rồi có thể thấy làm không biết là làm tới đâu đây. Rồi ở đây ra đường đã bị cột rồi, Lâm sẽ vòng lại chỗ vừa rồi sẽ quay đi qua bên kia, có nghĩa là làm chỉ được một bên thôi. Cái này là Lâm đang hướng từ Kinh B về hướng Kinh Mự. Qua Kinh Đông Bình đó. Ủa anh ơi, cho hỏi cái này là Kinh 600 hay Kinh 300 vậy? Kinh này là Kinh 300 hay là Kinh 600? Dạ không, không cho hỏi là Kinh này là Kinh 300 hay là Kinh 600 ạ? Cái đoạn này là Kinh 300 hay 600 vậy chị? À Kinh 19 tháng 5 ha. Rồi rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, xin lỗi quý vị, đây là Kinh 19 tháng 5. Còn Lâm quen ở trên kia là Lâm kia 300 và 600 thôi. Hồi nãy có một đoạn là không lợm thôi, nhưng mà bên kia đã lợm luôn rồi đó mọi người.
đó mọi người có thể thấy bên kia đã được bê tông hóa luôn rồi, cũng con đường mới làm kinh 19 tháng 5. Ruộng lúa đã trong trái me rồi, có những chỗ trong cái me và những cái đã chỗ đều hết. Chạy một tiếp nữa là chúng ta sẽ vô ngay chợ Sao Mai mới sau này. Đây là những cái ruộng, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn được thuận lợi, xin cảm ơn.